Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 400 cái token BNR tương đương với 6 đô la. Để tham gia vào dự án này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thực hiện các nhiệm vụ chatbot nhé. Và trước khi mọi người làm các nhiệm vụ này thì mình cập nhật thêm một số cái thông tin về cái dự án và cái kèo GCH ấy, mà hôm trước mình có chia sẻ lên kênh ấy. Thì hôm qua thì ở bên app thì người ta đã cập nhật lại nhá. Bây giờ thì mọi người có thể đăng nhập vào lại và sau đó thì mọi người sẽ chơi một cái game đập chuột như mình đã hướng dẫn ở trong video và tiếp tục khai thác nhé. Rồi ok, bây giờ thì bấm chọn Start này. Rồi sau đó chọn Continue. Tiếp theo là nhập mã captcha này bằng cách nhập kết quả của phép tính này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ join vào Telegram. Quay trở lại này, mọi người follow Twitter và retweet này. Chọn theo dõi này. Tiếp tục mọi người sẽ like và retweet. Rồi sau đó quay trở về. Bấm chọn Don này. Rồi. Sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó username của Telegram. À, username của Twitter. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào hai cái kênh này của nó nhé. Rồi, chọn join này. Tiếp tục ở trên kênh quảng cáo của nó cũng thế. Mọi người cứ join vào nhé. Rồi quay trở lại bấm chọn đôn. Rồi, sau đó sẽ gửi địa chỉ ví PEP20. Rồi, ok mọi người. Như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.